Ngày 4 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Tấn Đạt, đối tượng cầm đầu, sinh năm 1981, ngụ quận 10, và Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1986, ngụ quận 8, về tội buôn lậu. Trước đó, ngày 26 tháng 10, Công an bắt quả tang Giang khi đang nhận các thùng xốp chứa điện thoại di động nhập lậu để vận chuyển vào kho hàng trên đường Hưng Phú, phường 8, quận 8. Khám xét kho hàng trên, Công an thu giữ 3.948 điện thoại di động, 3 máy tính bảng, 1 máy tính xách tay, 20 thiết bị định vị, ước tính trị giá khoảng 30 tỷ đồng, cùng các đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan. Giang khai, cất giấu số tang vật trên theo chỉ đạo của Đạt. Qua điều tra, Công an xác định từ tháng 12 năm 2021, Đạt đã móc nối với A Muối, chưa rõ lai lịch, sống ở Campuchia, hình thành đường dây buôn lậu điện thoại di động các loại từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Trong đó, Muối có trách nhiệm chuẩn bị nguồn hàng, tổ chức vận chuyển hàng lậu qua khu vực biên giới Campuchia-Việt Nam. Từ tháng 12 năm 2021 đến thời điểm bị bắt, đường dây này đã vận chuyển trót lọt trên 22.000 điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng các loại, ước tính khoảng 300 tỷ đồng.